chia tay á, thì bạn đó bị tai nạn và cũng mất. Thì sau khi bạn nó mất thì em mới phát hiện là mình mẹ em gọi cho em thì em vẫn giấu cho đến khi bé gần 1 tháng thì em đang nói chuyện video với mẹ thì bé khóc. Em nói thôi bây giờ con nói cho má nghe, má đừng có chửi con, thì em phải quay bé cho mẹ coi. Nhưng hoàn cảnh đáng thương, nếu như cháu tôi mà với bên đây hai cháu có duyên với nhau, tôi đây sẵn lòng đem cháu về nuôi luôn. Mà em khóc vậy? Dạ em nghe câu chuyện của bạn gái em thấy xúc động quá cho nên em kiềm chế không được. Trước tiên thì em xin được gửi lời chào tới chương trình, tới chị Ngọc Lan, anh Quyền Linh và nhà trai ạ. Em tên là Diệu Hiệp ạ. Em sinh năm 94 ạ. Hiện tại thì em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Biên Hòa. Công việc của em là chuyên viên bảo hiểm tại công ty bảo hiểm quân đội Vĩnh Long Đồng Nai. Và bên cạnh đó thì em có làm thêm ngành MC sự kiện và tiệc cưới ạ. Hèn gì nói chuyện quá trời trôi chảy rồi. Rồi em mời em trai. Lời nói đầu tiên thì em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chị Ngọc Lan. Em tên là Nguyễn Văn Sinh. Em sinh năm 1990. Công việc hiện tại của em là phụ tá nha khoa. Em đang sinh sống và làm việc tại Vĩnh Long. Mời nhà gái cho tôi biết một chút ưu điểm khuyết điểm đi. Ưu điểm của em là rất là dễ chịu, thoải mái. Nhưng mà ví dụ mà làm gì em không thích là em không chịu. Tính tình của em thì cực kỳ thoải mái luôn. Rất là hướng ngoại, rất là hiện đại, rất là dễ chịu. Còn nhược điểm của em thì có thể là em hơi cầu toàn chút xíu. Cô gái chúng ta rất đơn giản à, rõ ràng, thoải mái. Mời em trai. Ưu điểm của em thì em cảm nhận em thì là một người rất trung tình, không lăng nhăng, không hút thuốc, không uống cà phê, không chơi bời. Còn khuyết điểm của em là ăn nói không có được khéo léo, lời nói không được ngọt ngào, với em không biết cách lấy lòng người khác. Trời ơi, nhiều cái không quá vậy. Ít đi chơi lắm hả, xinh hả? Dạ dạ. Bên kia có cô MC, cô sẽ dẫn dắt cho em nói chuyện nhiều hơn nha. Dạ dạ. Đường tình duyên của nhà gái sao nè? Em trải qua 2 mối tình. Mối tình thứ nhất là có với một anh công an ạ. Mối tình thứ hai thì em có quen một bạn. Sau khi chia tay thì bạn đó bị tai nạn và cũng mất. Thì sau khi bạn đó mất thì em mới phát hiện là mình cách mất. Phát hiện ra mình có em bé thì thực ra em cũng hơi sốc và em suy nghĩ là bây giờ không biết phải làm như thế nào, giữ hay là bỏ. Thì thực ra em cũng không thể về hỏi mẹ được, tại vì mẹ em là một người hướng nội và sống rất là cổ hủ. Mẹ chỉ suy nghĩ về dù hình ảnh của ba mẹ hay là như thế nào đó thôi. Thì em không thể hỏi mẹ được, thì em có hỏi mấy chị gái của em. Thì có một số chị thì bảo giữ, có một số chị bảo là thôi, nếu mà một mình em khó khăn quá thì thôi, không cần giữ. Sau khi suy nghĩ hoài thì em mới suy nghĩ là thôi, bây giờ cũng đã lớn tuổi rồi và em có một cái suy nghĩ, ví dụ mà 30 tuổi á, em chưa kết hôn, em sẽ sinh một đứa con trai để em làm mẹ đơn thân. Thì bây giờ nó đã đến với em, cái duyên nó đã đến trước rồi thì em sẽ giữ lại. Thì em mới về em nói với mẹ em á, là em đi Đà Lạt. Em đi làm sao để em không về. Và một mình em tự sinh và nuôi bé một mình. Cái ngày đi đẻ em cũng phải đi một mình luôn. Và đó là vô đợt dịch, thì sự rất là khó khăn. Phải chống chọi và phải trải qua câu chuyện của một mình em. Bây giờ thì hai mẹ con đã ổn định chưa? Dạ hiện tại thì bà ngoại, sau khi em sinh 1 tháng á, thì mẹ em gọi cho em thì em vẫn giấu cho đến khi bé gần 1 tháng thì em đang nói chuyện video với mẹ thì bé khóc. Em nói thôi bây giờ con nói cho má nghe, má đừng có chửi con, thì em phải quay bé cho mẹ coi. Thì mẹ coi mẹ cũng sốc, mẹ cũng khóc rất là nhiều luôn. Mẹ nói là trời ơi sao mẹ không về để mẹ nuôi. Thì nó không, con không về được, tại vì con sợ mẹ xấu mặt với lại bà con họ hàng lắm. Nhưng mà mình là mẹ, mẹ biết là mình thương con của mình, à, mình cũng thương mẹ của mình nữa. Bây giờ em đứng giữa cái sự gọi là sĩ diện của cha mẹ, đứng giữa tình thương của con gái thì em không biết phải làm sao. Nên em chỉ biết chọn như vậy thôi. Thì sau khi mẹ biết thì mẹ nói là thôi về đi, về đi mẹ chăm. Câu chuyện tới đây thì anh nghĩ rằng
bên nhà trai cũng hiểu rồi ha, chia sẻ với anh tất cả vấn đề đó. Thôi thì mình bỏ qua đi, bây giờ ta nói chuyện sắp tới đi, nói về tương lai đi ha. Em nói trai về tương lai đường tình duyên mình sao nè? Dạ, em thì cũng đã ly hôn gần 2 năm. Hai năm. Dạ, em lấy vợ được 4 năm. 4 năm rồi sao chia tay em? Sống với nhau không hợp, giống như cự cãi thường xuyên á. Em cảm thấy không thể sống chung được nữa. Rồi có con chưa? Dạ chưa có con. Ly hôn lâu chưa? Dạ ly hôn gần 2 năm. Rồi đó là câu chuyện của hai người. Bây giờ thì bỏ chúng ta đi tất nói cả về mọi tương thứ lai nha. Đi ha. Okay. Tất cả những cái gì đã qua thì chúng ta cũng đã nói cho nhau nghe rồi. Em mong muốn có một người bạn đồng hành với em như thế nào? Chỉ cần đạt được 4 tiêu chuẩn thôi: tinh tế, tử tế, kinh tế và thực tế là được ạ. Tử tế hả? Dạ tử tế. À, tử tế được không em? Dạ nếu mà em cái đó thì em sẽ cố gắng làm. Em có cái điều gì mà ở một người đàn ông mà em không thích không? Em không thích người đàn ông suy nghĩ gia trưởng, và cũng không thích người đàn ông nói quá nhiều, nói trọng tâm thôi. Có thể vui vẻ, ok kể chuyện thì được, nhưng đừng nói quá nhiều, nói luyên thuyên, nói... Anh nói từ sáng đến giờ rồi đó. Dạ, nói mà không biết là nói gì luôn thì em không... Nói anh, mà không biết mình nói gì luôn. Anh nói từ sáng đến giờ luôn. Người đàn ông này. À không, người đàn ông này đang nói về những câu chuyện đã xeo duyên thì chắc chắn có lợi ạ. Dạ. À, chứ tưởng đâu chứ... nói từ sáng đến giờ không dạ, tốt. Không, cái đó là nghề nghiệp và công việc ạ. À. Còn một số người, ví dụ như hai người nói chuyện với nhau mà nói thao thao bất tuyệt mà chỉ nói mà không nghe á. Dạ, thì em sẽ không thích. Mà đi hỏi mới nói luôn ạ. Em có tiêu chuẩn nào về ngoại hình không? Cao ráo và dễ nhìn là được ạ. Bên đây dễ nhìn, cao ráo. Ngọc Lan qua, Ngọc Lan ngó kỹ lại. Dạ, chào nhà trai. Dạ, chào chị. Ngoại hình là ngon lành ha. Rồi mong muốn của nhà trai khi mà có một người bạn gái là như thế nào? Đầu tiên là phải có đạo đức chị. Dạ, biết điều, đừng có đua đòi quá. Với lăng nhăng, với không chung thủy là em không thích. Thật ra cô gái bên kia là anh thấy rất là ổn đó. Em không có lo. Bây giờ em đi với ai nè? Dạ, đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì em đi với mẹ em, với dì hai em. Có mẹ dì hai nữa. Em gái của em với chị họ. Trời, có cả nhà luôn hả? Cháu lanh lợi, cũng dễ thương. Đáng thương. Nói nãy giờ cô dưới này cô rướn nước mắt á. Cô đáng thương. Nói nghe thương quá à, hai cháu tự tìm hiểu nhau. Nhưng mà rất là mạnh mẽ đó cô hả? Một mình mà sanh con, nuôi con như vậy mà không bỏ đứa con của mình là rất là mạnh mẽ. Cô ở dưới này nè, cô xúc động đó. Dạ. Nghe cả. Ai cũng xúc động hết á. Không ai mà muốn. Dì thấy bên đó được không? À, cô này nói chuyện thẳng thắn mà có gốc thật tình. Nhưng hoàn cảnh đáng thương. Nếu như cháu tôi mà với bên này hai cháu có duyên với nhau, tôi đây sẵn lòng đem cháu về nuôi luôn. Quá trời. Cảm xúc em như thế nào khi nghe được những lời này? Dạ thật sự là em rất cảm ơn tình cảm mà nhà trai dành cho em ạ. Dì là dì mong là nuôi cháu dữ lắm rồi. Đúng rồi, dì dạ. Là rất là trân trọng luôn đó. Tới giờ không có đứa cháu nữa hết. Nghe em bé vậy đó, cháu nó hoàn cảnh vậy đó là đáng thương mà rất là trân trọng. Chỉ cần lời nói của dì thôi làm ấm áp bên nhà gái rồi đó. Nhà gái đi với ai nè? Dạ em đi với lại hai chị gái của em ạ. Dạ em chào chị Ngọc Lam, này là bằng tuổi với em luôn á. Hay nhìn bạn cũng hiền, nhưng mà mặt hình như có vẻ hơi khó tính một chút á. Khó tính không vậy? Khó không, nói cho người ta nghe. Dạ cũng tùy chuyện thôi anh. Còn em thì vui vẻ hòa đồng. Còn những chuyện mà mình đáng khó thì mình nên khó. Sao mà em khóc vậy? Dạ em nghe câu chuyện của bạn gái em thấy xúc động quá cho nên em kiềm chế không được. Thì bạn cũng là người tình cảm. Tình cảm. Thì bé em của em thì nó rất là mạnh mẽ, độc lập. Cho nên là người đàn ông phải mạnh mẽ và độc lập hơn nó thì mới có thể là bền được. Rồi, cảm ơn em. Thôi, bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Mở rào. Bây giờ mình vui lên nè. Không có khóc nữa nha. Nhà gái cũng khóc, nhà trai cũng khóc. Rồi mình gặp mặt sau đây. Rồi, nào, tặng bó hoa cười tươi lên. Chàng trai ở Vĩnh Long. Với anh có món quà gửi tặng em. Chúc em cho dù cuộc sống này có xảy ra vấn đề gì thì anh mong em là lúc nào cũng vui vẻ như những bông hoa mà anh gửi tặng. Em cảm ơn. Được, cảm ơn.
Thì cưng quá. Dạ thực ra thì hôm nay em đến đây là không có chuẩn bị quà cho anh. Có một lý do là ví dụ giống như là mình có duyên thì em nghĩ em sẽ làm một món quà tuyệt vời nhất mà Thượng Đế dành cho anh luôn ạ. Trời ơi. Rồi ngồi xuống đó đi em trai. Tại vì anh nghe cái hoàn cảnh em kể cho nên anh xúc động cho nên anh kiềm chế không được. Còn em nếu mà tìm được một người phù hợp á thì em có sẵn sàng để tiến tới hôn nhân chưa hay là em phải chờ đến một khoảng thời gian nào đó? Thực ra thì em có một mong ước là hoàn thành cái mong ước của em trước, sau đó thì em mới kết hôn. Thì hiện tại thì cũng đã được khoảng 80% rồi, nghĩa là em đang để dành dụm một số tiền phụ cho bố mẹ xây nhà. Thì khoảng sang năm thì có thể xây dựng được. Thì sau khi em hoàn thành được cái đó, mua tặng cho bố một chiếc ô tô thì là xong nhiệm vụ của em thì em có thể kết hôn được ạ. Anh cũng mong là em với anh cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu nhau nhiều hơn. Anh thấy là con gái bây giờ là người ta không thích làm dâu. Ví dụ như những công chuyện nhà mà những công chuyện mà làm dâu đó là anh có thể phụ giúp em được hết. Đó, như vậy thì em có ngại cái chuyện làm dâu không? Tại vì ở nhà nó bây giờ anh sống chung với cha mẹ là có thể về là em làm dâu rồi đó. Hiện tại là anh có một mình anh là con trai đúng không ạ? Anh hai anh, rồi tới anh, rồi tới nhỏ em gái. Nhưng mà dạ, có gia đình ở riêng hết này. Thực ra cái câu chuyện làm dâu á, nó cũng rất là đơn giản á. Mẹ chồng và nàng dâu chỉ cần thực sự là trân quý, yêu thương nhau thì sống chung nhau thì mình cũng xem giống như là mẹ ruột của mình thôi. Cái điều quan trọng là công việc thôi ạ. Công việc của mình ở đâu và ở đâu mình phát triển được thì mình sẽ ở đó. Ví dụ mà kết hôn thì đi về nhà chồng thì mình sẽ về nhà chồng ở. Nhưng nếu mà có một điều kiện thuận lợi hơn để phát triển ở một vùng nào khác thì vẫn có thể di chuyển được. Và em cũng không có ngại về cái vấn đề làm dâu. Mà em cũng không ngại về quê Vĩnh Long của anh làm việc luôn đúng không? Dạ thật ra thì người miền Tây, tại vì mẹ của em là 8 tuổi là về Đồng Tháp. Cho nên là mẹ em cũng có mấy gì cũng là người miền Tây luôn. Thì người miền Tây thì rất là thật thà, rất là dễ thương. Cái vấn đề mà về Vĩnh Long thì em không ngại. Nhưng mà do em là một người hướng ngoại á, và nên là em vẫn thích mình được ở thành phố để phát triển tiếp cái công việc hiện tại của mình á. Thí dụ giờ em sẽ, nếu mà có vợ thì sẽ hỗ trợ vợ làm gì để có phát triển kinh tế gia đình nè. Vợ em có công việc của riêng mình thì về bên Vĩnh Long thì có thể là mình vẫn là tiếp tục làm công việc đó. Hoặc là nếu không làm công việc đó thì có thể là làm chung với anh. Chuyên ngành của em là quản trị kinh doanh. Dạ, không thuộc về ngành y cho nên em nghĩ là mình không thể làm chung. Rồi kinh doanh, ví dụ em có thể mở spa hay là làm gì đó về làm đẹp, về dạ, được không? Rồi. Dạ, được ạ. Còn thật ra Vĩnh Long, thành phố Hồ Chí Minh nó không có gì xa chứ. Nha? Anh với vợ anh còn ở ngoài quận Bình Định gần cả ngàn km, người ta còn yêu nhau được, hồi xưa cũng cãi nhau. Bình Định là luôn. Quê của ba em. Vậy đó hả? Dạ. Tương tay chút xíu nữa nè. Đây, tới gần xíu nữa mình nói chuyện tình cảm chút xíu nè. Giờ chuyện làm ăn bỏ qua bên đi. Anh xin phép nắm tay. Yeah. Nói đi. Đối với anh thì công việc gia đình thì anh có thể phụ giúp vợ. Anh sẽ cố gắng đem lại những điều tốt đẹp nhất, đem lại hạnh phúc cho vợ con của mình. Anh phải cố gắng làm điều đó. Yeah. Còn em thì nếu mà em làm vợ thì em có nói gì với anh không? Dạ thực ra thì về gia đình thì em biết nấu ăn, em chăm sóc gia đình được. Anh thì chắc chắn là sẽ bấm nút rồi đó, cho dù em có bấm nút hay không. Nhưng mà anh mong là em sẽ bấm nút để mình có cơ hội tìm hiểu nhau ở ngoài nhiều hơn. Hay lắm, đúng. Đó mà bản lĩnh đàn ông, cả trái tim của mình nha. Không bấm vì bất cứ điều gì cả. Nhà trai chúng tôi rất là được đấy. Quan trọng do bạn gái quyết định hay không thôi. Còn bạn trai đã nói rồi, bấm hay không bấm, tôi cũng bấm. Rồi, các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1. Hai. Ba. Hết thời gian. Chúc mừng. Chúc mừng cho sự gặp mặt ngày hôm nay. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau, nắm tay nhau đi nào. Anh xin phép. Đó, bây giờ một nụ hôn đầu tiên
Em xin phép hai chị với em cho anh được hôn em một năm. Chúc hai em hạnh phúc. Không thích người gia trưởng. À, gia trưởng. Mà anh cứ suy nghĩ là anh có một cái câu này nè. À, với các cháu anh á, anh nói một câu phải nghe. Có nghĩa rằng anh không thích cái kiểu lãng lãng, nói xong rồi quay đi quay lại không thèm quan tâm gì hết. Nhưng anh cho phép quyền tranh luận và anh cũng ít sử dụng quyền nói một tiếng nghe. Dạ. Yeah. Tạo thành thói quen là con cái mình khi mình nói là nó vâng lời liền. Và nhiều em anh nó lại nói là làm vậy thì nhiều khi nó không có kích thích sự sáng tạo của nó. Thì nguyên tắc của anh là mình không dùng cái nguyên tắc đó nhiều, mà chỉ cần dùng khi mình cần thôi. Yeah. Thì mình nó hiệu quả và nó khỏe cho mình nữa. Chứ nhiều đứa nhỏ cứ nói rồi xong nó lơ lơ, nó thích đường nó đi là không được rồi. Thì trong đời sống gia đình anh hy vọng là mình biết lắng nghe nhau. Dạ, yeah, em cũng đồng ý với anh cái quan điểm đó. À, cho em nói thêm cái thứ tư là không lăng nhăng ạ. Lăng nhăng hả? À? Nếu mà anh lăng nhăng anh có vợ lâu em? Đâu cần đến vợ đâu. Không, nhiều khi anh lăng nhăng nhưng mà anh vẫn chưa muốn có vợ. À, cái đó thì thật sự ra trước giờ anh không có cặp bồ. Thì chứ phải không muốn nha. Nó khác nhau. Thì dạ. Anh, ba anh nói là anh không lăng nhăng. Điều đó chắc chắn tại ba anh là thầy bói. Anh có hỏi anh có lăng nhăng không? Ba nói là không có, tính không lăng nhăng, em không có anh lên. Anh có lăng nhăng nhưng mà lăng nó riêng, nhăng nó riêng. Đúng rồi, lăng riêng. Em đam mê công việc quá, bây giờ em có thời gian để chăm sóc cho bạn gái không? Bây giờ mình bắt đầu vào tình yêu mới nè. Trong cái giai đoạn này là giai đoạn chốt của em. Có nghĩa rằng là em đang kêu gọi vốn và hướng đến là coi như là mình, tại vì em có hai công việc, một công việc phụ, một công việc chính. Thì chỉ cần em gọi vốn xong là công việc chính em chạy thì thời gian em khá nhiều, nên em không lo việc đó nữa. Rồi. Dạ, cho em hỏi là công việc phụ và công việc chính là gì ạ? Thực ra anh phải giới thiệu một cái là ngày xưa anh làm bên công ty đấu giá. Dạ. Nó thu nhập rất là cao. Rồi lúc đó anh không nghĩ đến, em không còn nhớ đến cái sản phẩm của em nữa. Cách đây 2 năm, lúc đó mình bán xong rồi mình thác là mệt quá, lỗ nhiều lắm anh, lỗ 300 triệu á. Rồi em buông luôn, em đi làm bên công ty đấu giá. Rồi xong rồi tự nhiên Tết năm ngoái mất 20 triệu. Em tức quá, em nói tại sao mình để mất 20 triệu. Thế là em quyết định là mình phải làm một công việc phụ để lấy lại 20 triệu đó, chứ không phải là mình cần tiền, mình phạt mình thôi. Thế là em đăng ký chạy Grab. Chạy Grab đúng 2 tháng lấy được 20 triệu lại. Trời ơi, chạy Grab gì mà 2 tháng được 200 triệu. 200 triệu kiếm tiền nhanh quá. 20 triệu thôi, mới 200. Tôi nghe chạy Grab là 200 triệu. Thì em mới phát hiện ra cái nghề chạy Grab kiếm tiền khá lắm. Cho nên bây giờ là ngày bây giờ em lẹp vụ, có nghĩa là buổi sáng em chạy đến khoảng 9 giờ em nghỉ, 9 giờ sáng á. Và buổi chiều ra khoảng 4-5 giờ đến 10 giờ đêm thì ra. Một tháng kiếm trên 15 triệu. Hay quá ha. Nhưng mà tôi nói chung là cũng tùy người thôi, tại mình biết vị trí, biết thị trường, biết tâm lý của khách hàng. Làm sao mình có một cái tài khoản tốt và những vị trí tốt để khách hàng đặt mua mình. Nhiều người họ ra mà nói, ủa, chắc mình mua tài khoản, không có mua. Mà mỗi ngày cứ đều 600 ngàn, bỏ túi vậy thôi. Đó, như tuần này từ thứ 2 tới 5 đủ 600, hôm nay không nào hết, tại đâu đời đi làm đâu. Hay rồi. Đó, bây giờ thì em có thời gian rảnh và ban ngày em bắt đầu nghiên cứu, em sáng tạo sản phẩm riêng và kiếm nhà đầu tư. Rồi, thế bây giờ mình cũng có tuổi rồi, mình phải lo mái ấm gia đình nữa. Dạ, đúng không? Rồi chị. Thì bây giờ được thì bao lâu, em nghĩ là sắp xếp công việc của em bao lâu thì em sẽ sắp xếp tiến tới được với bên nhà gái? Trong năm sau thôi, năm không sau. Xa đâu, tại mọi thứ em đã về trí tuệ, về kế hoạch, về những cái điều kiện thiên thời và là nhân hòa em có đủ hết rồi. Lấy nhau về thì mình sẽ sinh sống ở đâu? À, tại hiện nay là em có nhà của ba mẹ ở ngày 3 đó. Nhưng mà thật sự ra em không muốn ở đó. Em thích ở ra thuê ngoài ở riêng hơn. À. Em ở đang ở bên ngoại cái gì? À. Yeah. Còn cả nhà đi hết rồi, mỗi người đi một nước. Nên giờ chỉ còn một mình em ở nhà thôi. Ở nhà mình không muốn ở thì đi ra ngoài thuê nhà ở riêng. Chắc tại nhà em ai cũng vậy đó, ai cũng đi ra ngoài ở ngoài hết đó. Thì đến mình chứ khi lập gia đình, khi có tài chính tốt, em sẽ thuê một căn hộ cao cấp. À, em có một cái tư duy rằng không mua nhà. Tại vì cái tiền mình đầu tư á, nó lợi hơn nhiều so với mua nhà. Tại sao mình uổng tiền vào đó? Mình thuê căn hộ khoảng 15 triệu. Còn bao nhiêu cho vốn thì mình mở những cái dạng đầu tư là cao hơn nhiều. Đó cũng là một cách suy nghĩ.
đó mà nó bền vững hơn là mình mua đầu tư, còn khi nào dư quá thì mua, mà em nghĩ khó dư lắm tại vì em còn nhiều thứ phải làm quá. Rồi thôi thì cũng chúc cho bạn kinh doanh thành công, mỗi người một ý ha. Có nhiều người, nhiều khi phụ nữ người ta lại thích là phải có là yên bề gia thất, nghĩa là phải có cái nhà cái đã rồi mình mới yên tâm, nhưng mà khi đàn ông người ta kinh doanh, người ta muốn mạo hiểm phát triển thì cũng được, nó tùy hai bạn trao đổi với nhau thôi. Rồi bạn giờ... còn bạn trai bạn muốn mong muốn mỗi người lý tưởng như thế nào? Em có bốn cái giai đoạn đưa ra để chọn một cô gái. Thứ nhất là nhìn cái vẻ ngoài á, thì thương, thương vẻ ngoài nó ba phần lận. Thứ nhất là cái khuôn mặt, cái hình dáng làm ta thấy thương, cái đó ai cũng dễ nhìn rồi. Thứ hai là thần thái một cô gái, cái thần thái, cái tiếng nói nè, cái tướng đi nè, cái con mắt á, thể hiện cái thần thái làm cho người ta em cuốn vào. Có nhiều người rất già luôn á mà nhìn vào người ta cảm thấy là một cái sự hạnh phúc nằm trong đó. Cái thần thái còn quan trọng hơn cả bề ngoài nữa. Và thứ ba là tướng số. Tướng số ngày xưa em có học qua mà trời, em coi quá là cuối cùng không chọn ai luôn, tại vì em nhìn thấy ai cũng xấu tướng hết. Cuối cùng em buồn, em không có cần bỏ hết toàn toàn suy nghĩ. Có thể lập gia đình xong em sẽ mở sách ra em coi lại. Cái thứ tư, em nói ba cái mày có thứ tư không? Chưa có thứ tư. À, nãy em nói ba à quá bốn đúng không? À có nghĩa em nói bốn giai đoạn, còn cái nhìn vẻ ngoài thấy thương chỉ cần có ba cái đó là được rồi. Nói chung bây giờ anh đánh giá em là một người sống bằng cảm xúc. Cảm giác đầu tiên quan trọng nhất, có cảm xúc, có thần thái là mình coi như là tiến tới đúng không? Dạ đúng rồi. À, rồi thôi được, để xem đi. Con trai mà em nhìn ai em cũng thấy người ta xấu tướng hết trơn hả? Bởi vậy em mới phải bỏ cái coi tướng đi á. Bỏ cái đồ bỏ đi ra để coi cái thần thái sao. Coi thần thái giùm em á. Bây giờ em đánh giá thế nào về chàng trai bên đây? Dạ em thấy anh á, suy nghĩ cũng khá là giống em. Nhưng mà không biết là anh có hơi khó không? Thực ra anh không phải người khó tính. Ta nói là người đơn giản, có nghĩa cái gì đơn giản là anh thích nhất à. Dạ. Anh không đòi hỏi cao. Còn anh, người phức tạp nó mệt lắm. Anh bên đây có vẻ gọi là lo cho tương lai, là đam mê, gọi là kiếm tiền để tạo sự nghiệp. Cái đó là có đó à. Anh có những cái sáng tạo suy nghĩ và cũng có một cái lập trường nó khá khá tiến bộ. Không sao cả, vấn đề là do cái thần thái gặp hai bên gặp nhau thôi ha. Thần thái là ông thần sống bên Thái á. Dạ đúng rồi, mình là thần kinh chứ không phải thần Thái. Việt Nam là thần kinh à. Em ghét tật xấu gì của người đàn ông? Dạ em không thích lăng nhăng và ghen tuông vô lý. Nói lăng rồi. Nhăng thì có rồi, ghen tuông và... ghen không biết. Lời biến thì chắc là anh không có một cách rõ ràng nên chưa biết ghen là gì. Chưa có người yêu cách rõ ràng không biết ghen. Nhưng mà ghen á thì phải gặp nhau có yêu thế nào mới ghen. Cái ghen nó xuất hiện khi mà tình yêu nó quá lớn thôi. Còn thực chất có những người không có ghen có gì chứ á, không phải là người ta không yêu nhưng mà người ta yêu nó mãnh liệt lắm. Và cái người đối diện người ta không có làm gì cho người ta ghen được á, thì cái ghen nó cũng không xuất hiện cả ha. Thôi bây giờ thì nãy giờ mình trao đổi hai bên cũng thấy ổn rồi. Anh thấy cô gái bên kia là cô gái cũng hiền lành lắm, gương mặt rất là phúc hậu và thông minh nữa. Thái rồi. Thần thái có thần, có thái. Chừng nào đi Thái càng thái nhiều hơn. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ hỏi ý kiến người thân nha. Bạn gái đi với ai nè? Dạ em đi với mẹ dì với lại anh họ. Rồi cho chị gặp mẹ em nha. Dạ. Rồi chào cô. Dạ, chào cô ạ. Dạ. Cô gặp cái micro phía sau giùm con. Ở sau lưng đó cô. Dạ. Chào anh Tường. Để cao lên cô ạ. Dạ. Bạn nam. Rồi xin mời cô nói lại giùm con ạ. Chào cô. Dạ. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường, dạ. Xin chào bạn Nam và quý vị khán giả tại trường quay. Hôm nay tôi đến đây, tôi tên là Trần Thị Sửu, mẹ của bạn gái. Dạ. Hôm nay tôi đến đây là để tìm lại một nửa bạn đời còn lại cho bạn gái tôi. Và tôi nhận thấy là bạn trai, tôi thấy bạn trai là khó tính, theo dõi hơn khó tính. Thì không biết là sau này như thế nào. Thì giờ trước mắt là mong là hai con cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Để tôi hết, tôi xin hết. Khó tính kìa, bác không khó tính kìa, nói với bác đi. Chào bác về câu đi. Thật ra thì khó tính cũng tốt. Nhưng mà thật ra con nói con người đơn giản. Trong khó tính là cần thiết, nhưng mà đơn giản làm cho cuộc sống nhẹ nhàng. Để vậy nên nó sẽ phối hợp lại mới làm cho cuộc sống rất là êm đềm. Còn nếu mà dễ chịu quá đó, nhiều khi mình khó tính với mình nữa chứ không phải khó tính với người kia nữa. Hai người phải nâng nhau lên, phải làm cho mình phát triển và đơn giản làm cho mọi sự nó không phức tạp, nó làm cho bớt sự khó tính đi. Tại vì mọi thứ đơn giản thì nó không có rối, không rối khỏi khó, đúng không anh Đường? Tôi xin hết.
hết dạ, cảm ơn cô ạ. Cảm ơn cô. Rồi em trai đi với ai? Dạ em con em đi với em gái của em. Rồi chào em. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường, chào bạn gái.